Cuộc hận ngộ đầy nước mắt, đây là em Phúc, chung hoàn cảnh với bé Thư sống với mẹ nuôi. Hôm nay anh em vừa đăng video lên, may mắn thay đã gặp được người cha sau 23 năm liên mất liên lạc. Và đây là cuộc gọi xác nhận cha con để gặp nhau. Mọi việc ra sao trường mời cả nhà cùng rồi xem nha. Video. Rồi, mến chào quý vị nha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đây là em Phúc. Thì ngày hôm qua mình có chia sẻ lên một cái đoạn video về em là bị thất lạc với người thân, cụ thể là ba mẹ của mình, là hơn 20 năm. Thì sau khi mình đăng cái đoạn video lên đó, là mình nhận được sự quan tâm rất là nhiều người. Và rất là may mắn thay thì mình nhận được cái cuộc gọi từ một người là cha của em đó. Thì hôm nay thì để chút xíu nữa cho em sẽ nói chuyện với ông chú như thế nào để xác minh lại những cái thông tin. Rồi nếu đúng là như vậy thì mình sẽ cùng với em Phúc đây sẽ đi xuống thế giới gặp trực tiếp với chú. Tại vì thật sự mà thất lạc mấy mươi năm như vậy thì trong đoạn video là em mong muốn là đi tìm mẹ ruột. Tại vì hồi nhỏ là em nằm ở ngay trước cổng bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long á, thì cái câu chuyện hồi xưa là giữa người lớn thì mình không có quan tâm tới. Thì bây giờ cái nguyện vọng của em là mẹ nuôi cũng mất rồi, mình muốn tìm về cội nguồn, tìm về ba mẹ của mình để có chút gì đó gọi là an ủi cho bản thân. Rồi thì bây giờ anh cũng có nhắn cái số cho em ha. Có gì thì em từ sáng giờ là em chưa có điện thoại với cái người kia đúng không? Dạ đúng rồi. À, hiện tại cái tâm lý của em hiện tại như thế nào? Đang hồi hộp. Trước mắt thì mình chưa tìm được mẹ, thì bây giờ có thông tin là ba ruột liên lạc với em. Bây giờ em hãy điện thoại đi, em nói chuyện rồi những cái thông tin gì đó từ hai người trao đổi với nhau ha. Bây giờ em bị mở lá ngoài cho mình gọi video call cũng được. Con ăn cơm chưa? Dạ con nè cha. Con cơm chưa? Dạ rồi. Ngoại có điện với con không? Dạ không. Dạ vậy sao mình sáng cha ấy ra ngoại con có điện nói chuyện với con mà. Con đang làm công chuyện á, lúc đó con đang làm công chuyện á. Vậy cái này con bán đồ đỡ không? Dạ được. Chơi. Alo. Chơi. Sao rồi đó? Sao rồi đó cha mẹ không nuôi con? Con đâu có hiểu đâu mà đó là ông ngoại con đó là đắc bếp cha với mẹ con không có gần gũi nhau. Đó, rồi mẹ con á là mấy sân này cũng liêm á cha qua nuôi. Rồi á là mẹ con mới cắt đứt, mới đưa mẹ con về Vĩnh Long nuôi á, là không cho á, là cho bắt con cho ai cho đi chứ mà để cho bắt con á là ông ngoại con á là con đó. Rồi giờ mẹ con mới lên Vĩnh Long xong á mẹ cho con trên đó, rồi cha lên thăm là cho con là mẹ con về rồi. Rồi sau này nghe nói vậy cha có lên tìm con mấy lần nữa mà tìm con không gặp, chứ không phải là cha bỏ con. Cha khỏe không? Con không khóc. Cha khỏe không? Con không có khóc. Cha khỏe không? Cha khỏe không? Khỏe, cha khỏe con. Thôi con không có khóc nè. Trời ơi, đâu vậy? Cha đang đâu vậy? Hồi lúc mới nói mà nghe nói là cho con Vĩnh Long á, cha có lên tìm con mấy lần rồi mà cha tìm không gặp con. Cha đang đâu vậy? Nhà nè con. Hồi lúc đó cha mẹ không thương con nữa. Rồi thương chơi ta cũng thương con đó mà. Tại lúc đó mẹ con với bà ông ngoại con bệnh vậy rồi cha tìm con đâu gặp đâu. Đó nhỏ đâu mà lấy xanh ra cho liền luôn mà. Xanh ra rồi cho con ở bệnh viện Vĩnh Long luôn mà. Bà nội chưa kịp đi thăm nữa đó.
Con có về dưới tìm mấy lần mà con không thấy. Cha nằm xuống đi em, cha nằm về bên Ninh Bình nè con. Con có đi xuống đi mấy lần mà con không thấy cha. À, tại vì cha thấy con lên đăng lên Facebook đó, rồi cha mới thấy, rồi con mới nói số điện thoại, cha mới ghi vô, rồi cha mới để Zalo gọi cho con á. Con tìm mẹ cũng không được luôn. Mẹ con bây giờ ở xa lắm, mà lâu quá rồi cha cũng không có liên lạc với mẹ luôn nữa. Nói nó quê quê mẹ nó bây giờ. Tìm mấy năm không tìm thấy hả chứ? Ừ, thôi con không khóc nè. Nếu mà sao con có về á, thì con về Vũng Liêm. Á, rồi con hỏi á, là đi về Thanh Bình á. Về bên Thanh Bình á, thì con gọi cho cha. Hôm nay con xuống trà được không? Trời ơi! Xéo nó xuống trà được không? Được con. Vậy xéo nó xuống với cha nha. Ơi! Kẹp không kẹp. Con xuống cha giờ nào cũng có cha nhà nó, cha đi làm đi, con xuống cha cũng về à. Dạ. Chiều nay con xuống. Con không có ống nè. Chiều nay con xuống với cha nha. Con xuống thăm cha xíu con về. Chúng con đi chiều xuống thăm cha thì con biết con về kịp hay là không á. Còn mới ở dưới này một đêm, cha con nói chuyện nhau nghe. Con cha kể hết, hết cái sự mọi việc để cho con hiểu cha. Con xuống thăm cha xíu à, con về con còn con của con nữa. À. Con về tới bên khỏi kéo điểm. Con về nè, con à. Dạ. Con về con ẵm cháu nội về được không? Ừ, đàn nhóc con để bên bà nội giữ rồi, lần sau con xuống con mới ẩm được. Ừ, nếu mà con có về á, con đường hỏi ra bến phà Vũng Liêm á, rồi gọi cho cha. Dạ. Cha ra đó cho đón con. Dạ. Phải Vũng Liêm luôn, đi phải thằng bà. Ừ. Nghe không con? Con không có khóc nè. Nè, con Sáu với cô Năm nè. Dạ. Cô Năm nè. Con đi về bến phà Vũng Liêm, bởi cái con kêu phà về Thanh Bình á, rồi giờ bến phà Thanh Bình cha con đón bên đây qua bên sông Cái nè, cha đón cho nghe. Dạ, con tưởng mọi người không có thương con, mình bỏ con. Không có, tại vì mẹ con sanh ra cho liền lên bà nội lên thăm không được, cho rồi cha con lên đâu kịp, đâu có thấy mặt con đâu. Giờ nói chuyện cô Sáu nè. Nha, yeah. Cô Sáu ngồi xuống nghe con, mà cô Sáu nói chuyện không được luôn nè. Nhìn cô Sáu nè. Thấy cô chưa? Dạ. Yeah. Con kịp con về hay vậy? Chút nữa dạng nằm che. Bà nội gần đó không? Con gửi con cho bà nội gần không? Dạ gần. Gần con ẵm con đi, ẵm con rồi hai vợ chồng về chơi. Dạ, chồng con đi làm rồi. Đây chịu không có gì hả? Dạ chồng con đi xe vài ngày mới về. Vậy hả? Con chở mẹ con chở số điện thoại đi rồi con về tới Vũng Liêm á, con hỏi cái đường đi ra phà về Thanh Bình chứ đừng có đi lên phà, nó nói lộn lên chạy sâu hơn chiếc đường à, về phà Thanh Bình á. Dạ. Rồi con qua phà đó cha con xuống rồi tới qua phà đó, tới phà đó rồi con điện cha con, rồi cha con tên là chạy xuống. Dạ. Chạy xuống con qua phà cha đây đó, rồi có gì qua phà rồi con điện cha. Dạ. Rồi có số rồi điện cha, rồi cha rước con về. Dạ. Ủa con đi xe, con đi xe gì vậy? Đi xe 4 chỗ. Ở xe nhà con á hả? Dạ không, có mấy anh đăng cho con đó, con đi chung với mấy anh. Đi chung với mấy anh đó hả? Dạ. Cha kêu gửi định vị cho con nha. Hả? Gửi định vị cho con. Gửi định vị hả? Dạ. Cô không biết khỏi cha con gặp nó vụ định vị. Về tới Vũng Liêm. Con về tới Vũng Liêm đi. Ừ. Bây giờ mấy anh nó chạy chở con là biết đường mà. Nói về tới Vĩnh Long rồi có con về Vũng Liêm á. Dạ. Ừ. Ba Vũng Liêm rồi con quẹo về bên gặp chợ Vũng Liêm cái gặp Hà Thanh Bình. Ừ, ông Hà Thanh Bình á. Dạ. Ừ. Tới đó con cầm điện thoại dây điện rồi nhắc chừng con đi qua. Rồi lúc con không cầm con vô cho nói chuyện với mấy ông tài xế á. Cô ơi,
Tại con ở đây hiện tại là bên phía bên bờ Long Hồ của Vĩnh Long. Giống như bên phía bên bên bờ Phà Đình Khao, tụi con đi hướng Chợ Lách được không? Cái đường Chợ Lách hả? Chợ Lách thì con đi vòng vô xa lắm. Vậy hả? Bây giờ con vòng ngược lại Vĩnh Long hả? Rồi. Con nói thăm ta về chợ Vũng Liêm đó, Vũng Liêm là con mới tới ngã ba Vũng Liêm, con mới hỏi cái đường mà đi ra ngoài. À, Thanh Bình, cái đường đó là xe ô tô đi được phải không? Được hết trơn con. Xe bự đi ra con tới cũng không luôn mà. Dạ. Rồi vậy là con đi ngược qua bờ bên Vĩnh Long. Rồi đi qua Phà Thanh Bình. Vậy là con vòng ngược qua Phà Đình Khao ha. Chỉ đi đường bên hướng bên bên Chợ Lách là nó không có đường qua hả con? Dạ rồi con hiểu rồi. Rồi. Dạ rồi có gì khoảng 2-3 tiếng nữa rồi tụi con chở em gái này về nhà chú ha. Dạ vậy là xe hơi đi vô tới chỗ chú luôn ha. Dạ dạ, rồi chú nói chuyện con chú đi rồi lát nữa con đi. Đi rồi để cha ra rước. Nghe con. Dạ. Ờ không có khóc. Ờ xe mày về tới được học đi. Nghe không? Rồi, đừng khóc. Không có khóc con. Nhanh đi. Em bé đâu chạy vậy chứ? Con đừng khóc nữa. Con ra. Nhắn đi con. Vậy đây con. Chút xíu chiều rồi gặp qua. Vậy chút con xuống con điện cha nha. Ai con xuống điện cha thì ta ra đón con. Vậy thôi con tắt nha. Rồi chạy đi con về đi. Dạ. Mừng dữ ha. Giờ cảm xúc thì sao? Nói giờ, được. Nói chung giờ là cảm xúc nó dâng cao lắm chứ không phải như mình nghĩ đâu. Tại vì hàng ấy năm mà giờ mới gặp là được cha, mới được nữa được gọi tiếng cha mà. 20, yeah. Chính xác là 23 năm. 23 năm mới gặp được cha chứ đâu phải đơn giản đâu. Nãy cũng nghe Phong Phanh chú nói là hồi xưa giống như là giữa ba với mẹ có một cái vấn đề gì đó là giống như là bên gia đình bên ngoại á là ngăn cách, nghĩa là không cho hai người quen nhau. Rồi từ đó nên là cái số phận của em nên là mới trôi dạt, gọi là trôi dạt tới bệnh viện Vĩnh Long. Rồi xong rồi may mắn gặp được cái người mẹ nuôi tốt bụng nữa. Thật sự đây là một cái kỳ tích luôn. Nếu mà thật sự nha, nếu mà anh nghĩ nha, khi mà anh cũng nghĩ là cũng có một cái sự sắp đặt ở bên trên nữa. Vấn đề giống như trước khi mà mẹ nuôi mất á, là mẹ nuôi cũng mong muốn em tìm về cái cội nguồn nữa. Đó là giống như là nó cũng có tới ngày, tới giờ, tới duyên rồi nó sẽ về với cội nguồn thôi. Anh nghĩ là vậy, nhưng nếu mà được mà bé này mới về được chứ cội nguồn là giống như mẹ nuôi được yên lòng. Với là một cái nữa nè, khi mà con bé này về gặp cha thì cái khả năng gặp tìm lại mẹ nữa nó sẽ cao đó. Tại vì mẹ em nếu như nhìn cha chắc chắn mẹ em sẽ biết. Hồi nãy là mẹ cha cưng có nói là bà ngoại cưng có gọi cho cưng chưa, đúng không? Có gọi nói là có điện cho cha rồi, không biết là cha có điện cho em chưa. Mà lúc đó em đang làm công việc á. Dạ có. Đó là bên ngoại đó, là có ngoại xuất hiện, là bên mẹ xuất hiện rồi đó. Vậy là bà ngoại cũng mới hay đi luôn hả? Dạ đúng rồi, có cha cho hay á. Nhưng mà em chưa liên lạc được với ngoại ha. Dạ. Chỉ có điện nó là bác thôi. Trời ơi. Nói chung là người ta chưa có xác định là phải con cháu ruột người ta không, đúng không? Dạ đúng rồi. Người ta chỉ là xưng là bậc bác là đúng rồi. Dạ. Nói là bây giờ mẹ con giờ về đường đất mới Tam Nông mới Đồng Tháp. Nói vậy thôi. Xong em nói là con đang làm chuyện rồi. Nói gì chút có thời gian thì con điện lại.
mừng quá rồi. Quá mừng luôn, vậy là gia đình sum họp luôn rồi đó. Mình về gặp cha xong đi, rồi coi mình đúng mà về hỏi cha hồi sau tên mẹ này kia. Hồi nãy là hồi sáng là chú nói đúng đúng tên mẹ em rồi đó. Nói chung là tới 99% rồi đó. Sáng là số này điện cho em nè. Số 99 đuôi rồi. Rồi em cắt đi, cắt số điện thoại vô đi. Nói chung thôi bây giờ về đây em uống nước đi. Rồi vừa nghỉ ngơi chút xíu. Cái là ở đây là mình sức khoát qua gặp cha em trước để bà bảnh coi đúng chính xác như vậy chưa ha. Rồi bên qua bảnh mình tìm hiểu câu chuyện nó sẽ tâm sự nhiều hơn, rồi lúc đó mình coi nghĩ cách là nếu mà bữa nay chắc không kịp thì ngày mai ngày mốt đó là tụi anh sẽ hồ cũng giúp đỡ cho em, chở em từ đây qua bên Bạc Tháp đi về Đồng Tháp là chỗ bên anh rất là dễ. Bên bên anh Tâm thì bên Đồng Tháp thì anh tìm dễ hơn nữa. Ok, hồi nãy ông ngoại nhắc một câu đồ ẩm cháo theo thấy dùng để mình để sắp xếp chuyến sau á. Đúng rồi chuyến sau, tại vì giờ ông ngoại cũng muốn nhìn mặt cháu cháu cố cháu ngoại với lộn xin lỗi là cũng muốn gặp cháu. Tại nghe này em có tâm sự với cha là có chồng có con đúng không? Thôi vậy là được rồi, là quý rồi. Rồi thì bây giờ mấy anh em sẽ đồng hành với em gái này đi về quê hương của ba. Trước tiên là nhận ba trước, có gì thì sẽ chia sẻ lên cho quý vị khán giả xem nha. Rồi. Và cũng xin cảm ơn mọi người đã lan tỏa video để giúp em gái này tìm lại được người thân của mình, gia đình sau 23 năm thất lạc. Dạ xin cảm ơn.